hoài. Sớm quá mệt quá. Bắt buộc để cho cuối cùng mệt thôi. Chứ để nghe khóc nữa. Né. Lâu khóc một lần cái đuôi không gì. Không gì khóc quá. Cái này mà có thời gian là khóc hoài. Đúng rồi. Nói cho xin nó cho có chuyện nói cho nó vui gì đó nè. Thôi kìm nó đi. Thank you.
trộ gan thoát ra cái thì nó sực lại mới vô mới được, cũng hơn cứ là em nuốt nổi. Cái đủ mình đủ cái nước vô mình chưa được nuốt, nuốt vô đi sao nuốt nổi, từ từ nuốt mới được. Đúng rồi, phun ra thì phun thì lỡ xíu mà phun ra thì sao phun được, nó phải từ từ. Không hoài luôn. Để tôi làm nó mắc dịch do trời ơi, khóc hoài nhớ quá trời rồi. Làm gì là hết khóc đó. Đó tôi làm vậy đó vừa lòng chưa? Cảm bả nó mới tươi rồi. Vậy gì ngủ hả? Chứ đỡ quánh chết luôn. Không, không nhậm nhở giọng nhậm nhở tôi không này chơi gì đó ha, quánh nó gắn chịu à, chơi nhậm nhở tôi rồi cứ đi sao vậy. Không đã nha. Thank you.
Rồi bắt ngay được chưa? Nhẹ chưa? Bắt ngay chưa? Nhưng mà cái ngực nè, quan trọng là cái ngực nè. Cái chỗ này nè, nó còn ngăn nó không? Nếu mà không ngăn là nó không khóc nữa. Cái ngăn cái này là cái quan trọng nè. Nếu mà nó không quan trọng thì chúng biết con thích không bắt ngăn chịu. À, cái quan trọng là cái này nè. Nha. À. Cho ông thích rồi, ông thấy mà không khóc luôn nữa, đừng bánh nha. Thôi gắng nắm tâm chặt lại ha, giữa mình mấy ha. Rồi giữa đầu, giữa sát.